Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có về một số mẫu hàng. Đây là những cái mẫu series mới mà sắp tới Vũ sẽ đưa đến tay của khách hàng. Để Vũ nhờ bạn Ngọc Bay Vũ sẽ review cho bọn mình ha. Thì hàng về hiện nay á, thì là đang trong mùa dịch, nên hiện tại bây giờ bên Phi Vũ thì chỉ hỗ trợ khách bán cho những khách hàng, bán online cho khách hàng. Hiện tại thì ở tỉnh á, là một số khách hàng đã đặt, nhưng mà do trong giãn cách xã hội nên mình sẽ không có thể đi giao, có thể là qua hết cái giãn cách này thì mình mới xuống tỉnh được. Thì hiện nay thì những bộ này thì Vũ sẽ dành cho những khách hàng ở trong nội thành Hồ Chí Minh thôi, và hiện vẫn có thể di chuyển được đó. Hôm nay về một món lô hàng mới, các bạn thấy không? Ở đây là cái mẫu mà bạn Huy bữa bạn có review chia sẻ cho mọi người dòng này rồi đó. Thì hôm nay Vũ sẽ review cho mọi người, chia sẻ mọi người về cái mã này. Và cùng cái video này chúng ta sẽ xem coi thiết kế bên trong của cái con lo này như thế nào. Thì đây là mẫu, đây là thương hiệu của anh Waffle. Đây là Pro các bạn ha. Waffle Pro các bạn ha. Và cái mẫu là mẫu Anlo. Anlo 10. X10 các bạn, và Anlo X12 đó. Ở hàng này thì là hàng chính hãng, thì hiện tại sản phẩm này đang được BCI phân phối tại thị trường Việt Nam các bạn ha. Có số email, check bảo hành điện tử đầy đủ, nhà phân phối, nhà nhập khẩu rất là rõ ràng đó, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho những khách hàng có thể an tâm khi mà mua hàng đó. Và với kèm vào đó thì hôm nay mình cũng về ít ngàn rưỡi là cũng vừa hết hàng, hôm nay vừa có hàng lại nè mọi người. Và một số dòng cục đẩy của Waffledale luôn, để Vũ đánh cho đồng bộ đó. Rồi cái con này như bữa mới bán đúng không Huy? Đúng rồi. Cái con này bữa mà mới hôm qua kia mới bán rồi bạn. Để mình 4 kênh hả? Con này 4 kênh hả? Con này 2 kênh, trên 4 kênh. Con này 4 kênh. Hai con trên 4 kênh. Hai này 4 kênh đúng không? Tại nó dán tem không đấy. Rồi mở một con ra để lại đi. Còn hôm bữa khách lấy cái con đó là lấy mở ra đi. Với vậy mọi người ha. Đây là cái con men mà bữa Vũ có review sơ mọi người nè, có quay sơ thôi mà chưa có review cho chi tiết cái con men này. Thì men này men Waffle của nó là men 1U, và bộ này hiện tại cái con men này Vũ đang thấy rất là hay, và Vũ đã ghép bán cho kèm với những sản phẩm loa Clip Pro, ghép nó cũng rất là hợp đó. Và nó tiết kiệm được, thứ nhất là về thiết kế nó đẹp nữa, thứ hai nữa là về công suất nó khỏe, nó đủ đáp ứng cho một bốn cơ này, nó đáp ứng cho cục xúc 4 tấc đó. Nên để bạn mở cho mọi người xem. Còn video hôm nay là Vũ giới thiệu các bạn những sản phẩm này sắp tới, và mọi người có quan tâm sản phẩm này các bạn liên hệ thì để được các bạn kỹ thuật bên Vũ sẽ tư vấn cho các bạn. Thì dòng này khá ok, và trong cái tầm tiền thật ra đối với một cấu hình đó thì nó khoảng dao động đâu đó cân đối tí xíu, mà để hay thì nó khoảng đâu đó khoảng tầm 40-50 gì đó mỗi phân khúc, dành cho những khách hàng tầm trung như vậy thì rất là hay ở cái tầm tiền mà chúng ta chọn cái giải pháp phương án của thương hiệu này đó. Và bây giờ Vũ sẽ lấy một con, Vũ sẽ kiểm tra cái bên trong nội thất của cái con loa này. Bây giờ mình sẽ lấy con 10 ha, để Vũ lấy cho mọi người. Bạn cứ hôm nay thì các bạn cũng bán hàng online, các bạn cũng đang dán tem giao hàng online không mọi người? Dịch quá nên toàn là khách đặt online không. Dán cái bộ này, bộ nghe nhạc Denon VMA 800. Cái này con giải mã DAC đó, con giải mã DAC đó, khách mua combo để về ghép với nghe nhạc. Đây, còn đây là cái con lo mình sẽ mổ được. Rồi, đó. Đây là mình bưng ra đó đi ha. Mình bưng ra đó đi. Rồi. Rồi. Đây, thì về cái ngoại thất thì chắc Huy cũng đã review các bạn rồi. Đó. Thì đây các bạn thấy đây dòng size 10, kích thước nó cũng rất là gọn nha các bạn, nó rất là dễ để trong gia đình. Và cái phần gỗ dày, nhưng mà cái độ dày mà cái nước sơn này á thì theo Vũ đánh giá khi mà Vũ gõ thì nó chưa có phải là một thực sự là một cái chất liệu gỗ đầy để tạo ra lô dày và lực. Nhưng mà khi mà đánh thử á thì nó vẫn tạo ra được lực bass rất là tốt, những cái dạ âm bass rất là tốt, nó không bị méo tiếng đó. Và cái họng này nó thiết kế cái họng, cái lỗ hơi này các bạn thấy cái lỗ hơi này thiết kế các bạn giống như một sản phẩm mã nào không? Đây là nó thiết kế giống cái mã giờ cùng một mã cao cấp của JBL, đó là mã KB 40125 đó các bạn.
nó cái phần sau này họ lấy cái lỗ thông hơi ở phía trên, cũng hơi giống cái phần của JBL KB 4012, 4015. Đây, bạn có thể quay gần cảnh đây. Này. Hãng này thì nói chung là về hình thức giao diện thì thiết kế cũng rất là chỉnh chu, nói chung là hoàn thiện về cái vẻ ngoài, khá là hoàn thiện tương đối. Watch video nè, mã của nó nè, Anlo X10 nè là bát 2 tấc rưỡi các bạn ha. Anlo X12 là bát 3 tấc. Nói chung là 10 in và 12 in á. Đó, công suất peak của cái con loa này nó đang ghi là 1200W, như vậy là con này là RMS của nó là 300W thôi các bạn ha. Con này RMS là 300W, đánh ở 8 ohm. Đó, Watch video. Và đây nó có số email, số series. Và sản phẩm này là made in China các bạn ha. Lắp ráp nhà máy sản xuất tại made in China nè các bạn. Nó ghi rõ xuất xứ nè, của nhà hãng nè, thông tin địa chỉ của nhà hãng nè, UK ha. Nhưng mà nhà máy lắp ráp con này là ở China. Đó. Rồi, thì đây là con 10. Về mặt lưới á thì nó cái logo này, cái logo nền nhựa này nè, nó khắc CNC. Mặt ở phía trên là phay xước các bạn ha, nó làm mặt xước các bạn, nhựa xước á, nên nhìn nó cũng rất là đẹp, rất là đầy đặn. Mặt lưới cũng vậy, mặt lưới thì nó hình lục giác và nó có một cái lớp để chống, nói chung là mấy con này là thuộc dạng là stone các bạn, nên nó là dòng rồ. Thì thường thường những con loa này đều có một mặt lưới rồi. Thật ra cái mặt lưới này á, một là âm là một phần, hai là để khi mà nước có phải tạt vào thì nó cũng sẽ tránh cái việc là nước sẽ tạt vào trực tiếp với cái củ loa, nó giảm thiểu việc đó. Ví dụ như chúng ta có văng nước vô đây đi sơ nữa thì cũng chẳng sao, cũng hư, chúng ta cần phơi cho nó khô thôi. Duy ơi, hỗ trợ lấy giùm cái máy bắn này Duy ơi. Huy cùng mở với, cùng Vũ mở với mọi người ha. Huy nãy lấy cái men kia chưa, cho mọi người coi cái men kia chưa. Rồi vậy mở đi, trong thời gian Vũ giới thiệu cho mọi người cái men này nữa. Đây mọi người, đây là cái men Watch Fidel, các bạn thấy đẹp không? Các bạn thấy cái men Watch Fidel, cái mặt phía trước này nè là mặt nhôm phay xước. Logo này là nhựa được phủ bóng phía ngoài các bạn, nói chung là giống đúc keo vậy đó. Còn đây là 4 kênh. Mỗi kênh thì 350W. Mỗi kênh 350W thì Vũ sẽ lấy kênh này để đánh lo full, hai kênh này chập lại để dành đánh cho lo súp. Và thường cái men này sẽ gánh sử dụng là súp hơi. Mình quan về thiết kế nè, rất là nặng các bạn. Nhìn nó rất là chất lượng, cực kỳ chất lượng luôn. Mặt tiền độ hoàn thiện cũng khá là cao. Nói chung là Watch Fidel thì thật ra cũng có rất là nhiều bạn đã bán lâu rồi, nhưng mà có một dòng số series các bạn phải check lại, thì có một số series nó tốt ở trong tầm tiền hay không nữa đó. Các bạn thấy không, về thiết kế nè, bốn ngõ input, nó hai cái quạt nhỏ để tản nhiệt, ba ngõ out. Đó, các bạn thấy không, ba ngõ out nè, thoải mái luôn nè. Đẹp. Hôm nào mình có dịp mình sẽ mở coi nội thất bên trong này cho mọi người coi. Thôi bây giờ mình tiếp tục, mình đi qua chủ đề chính đi. Duy, đóng thùng cái con súp phụ thư kìa, dán cái tem bảo hành vô. Chút nữa khách bên lấy. Đây mọi người, đây là cái mặt của con Anlo X10 mọi người. Chép này góc phụ bao nhiêu vậy? Này là phụ cái chép này các bạn, cái chép này thì tùy theo các bạn. Watch Fidel đây là mặt của nó, là có thông số chưa, cái này để có phụ bao nhiêu đây. Cái này chắc chắn là chiều cao ngắn hơn rồi nè. Cái này thì các bạn thể xoay được nha bạn, chúng ta treo ngang hay treo dọc, chúng ta cứ mở cái mặt lưới ra chúng ta xoay. Để mình mở cái này ra cho mọi người. Đây, mặt lưới đó nè các bạn, đây, mặt lưới đó. Nói chung là làm cũng khá là tinh tế. Một cấu hình, mọi người mà thích cái sản phẩm này thì một cấu hình mà tính khỏe lực đầy đủ luôn thì khoảng tầm 40-50 triệu để sử dụng được cái dòng loa Watch Fidel này, rất là tốt cho cái tầm tiền rồi. Cứ mở đi. Ba gân. Mở chưa? Nó bóp, nó còn mới. Nó còn mới hay bóp các bạn?
lấy cái dít khẩy lên, cái dít khẩy lên mới được. Rồi, từ từ, để lấy. Rồi đây. Đây mình lấy ha, bấm đây. Để mình lấy các bạn. Rồi, đây là cái củ lo bắp pha đeo. Nó còn dính nè, dính qua mấy hộp kiện này là nó đóng thùng nó xuất xưởng các bạn ha. Cái con đó các bạn, cái con là made in UK nha các bạn ha. Cái con nó con lo là made in UK, bên trong là ở thì nói chung là nó lấy rất là nhiều nguồn linh kiện để lắp ráp, nên có những cái made in UK mà có những cái thì lại là made in China. Thì nói chung là cái quan trọng là nó theo cái chuẩn của hãng họ đưa ra, họ sản xuất thì họ sẽ có một cái việc là khi chúng ta xài đồ chính hãng, chúng ta sẽ được một cái là được hãng đảm bảo những cái sự chất lượng của theo cái tiêu chuẩn của một hãng đó, thì chúng ta sẽ an tâm khi chúng ta mua hàng hơn. Còn hơn là chúng ta mua những mặt hàng nói chung là nó không có nguồn gốc rõ ràng mà nó sẽ không có những cái kiểm chứng, hay nói chung là ta mua thì nó một phần sẽ hơi hồi hộp, hên chúng ta mua đồ ngon, còn không hên thì chúng ta sẽ mua nhầm đồ. Đó. Đây các bạn, nó xài từ Fabric các bạn ha, nhìn rất là chỉnh chu, rất là to, con lớn các bạn, đánh khá là khỏe. Quay vòng vòng cho các bạn coi, để mình quay cho các bạn coi. Bạn quay cận cảnh lấy nét được không? Này là này phân các bạn, đây đây không mất in in lần nè, đây đó đó cái màn lo thì mất in lần đây màn nhện. Rồi quay các bạn coi ha, mình khui ruột nhanh thôi đó. Đó. Các bạn xem tận tình một sản phẩm mới, đây là một sản phẩm mới của Waffarel ha. Và Thiên Vũ đã test bữa giờ rồi, ok rồi, và Duyệt rồi bắt đầu lên clip giới thiệu cho mọi người để cho những khách hàng có những cái phân khúc lựa chọn nhiều hơn. Chứ nhiều khi Vũ có những phân khúc hiện hơi cao thì Vũ sẽ chọn những sản phẩm cũng lựa những phân khúc là tầm tiền, chất lượng ok để phối ghép cho khách hàng. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái củ chép đi. Rồi, bây giờ trong thời gian đó mọi người cùng Vũ chúng ta xem cái phân tầng bên trong cái con lo này đi. Đấy. Đó, đây là phân tầng. Nào, các bạn thấy không, nó cũng khá là tỉ mỉ các bạn. Cái phân tầng bên trong con loa này nó giống như những cái dòng mà JBL á, nó đi dây điện thế này nè. Thật ra đi dây điện này một phần là kẹp dây, thứ hai là để tiêu được âm luôn các bạn. Cái bo khá là chỉnh chu. Có ai có cái đèn láp không? Rồi phát nữa. Mà để Vũ lấy nét ha, hơi cực ha, tại vì nó đang bị vướng đó. Cái con tụ thì có thương hiệu đàng hoàng. Đó. Đó, các bạn thấy không? Vũ quay cận cảnh cho mọi người xem nó, bo mạch của Waffarel nè. Đây là các bạn nhớ mã ha, mã nó là mã Alo 10 nè. Đó, bên trong. Đó, đây là bên trong. Rồi. Ok. Rồi Huy đang mở. Bóp đi Huy, bóp vô. Rồi. Rồi đây. Đây là củ chép. Nó không ghi số à. Đây đây các bạn, đây củ chép. Nó có mã đây nè. Đó, Waffarel. Đó cái củ của nó nè. Mình sẽ quay nét nhất có thể. Gõ vô lấy nét giùm cái Khánh ơi. Rồi, ok các bạn. Rồi được rồi. Đó. Quay cho các bạn coi. Rồi, bạn Khánh quay giùm đi để mình đó, cái củ nè các bạn. Thì cái củ này nè. Các bạn để ý thì hãng á, họ thiết kế ra lấy nét liên tục luôn Khánh. Thì hãng thiết kế ra các bạn có thể thay được cái chảo này. Thay được cái họng. Đó. Nói chung là làm vậy tiện. Tùy theo cái mục đích ứng dụng, cái sử dụng của mình thay bất kỳ lúc nào cũng được. Thật ra ví dụ như cái này là 46 đi, thì chúng ta thay cái con là 55 hay là 73, ví dụ vậy, là thay 6545 hay 6552 mình ví dụ vậy đó, thì rất là nhiều, thì mọi người có thể tùy biến. Ở đây cái cũ nó đây. Tinh tế các bạn thấy mình quay cận cảnh nào mọi người thấy kỹ không? Thấy nét không?
để mọi người thấy cái chi tiết của một sản phẩm. Jeff. Rồi, ok. Thì đối với Vũ thì Jeff này hơi sáng. Chung là hơi sáng. Đối với Vũ thì sáng mà nó hơi có hơi phần hơi dư tí xíu. Thì chúng ta nhớ là chúng ta hãm lại tí xíu. Hãm lại tí xíu trên phần đầu ra. Hãm lại cái me nào. Hãm lại trước, sau đó chúng ta mới xử lý nha. Đó. Ok. Đây là cái củ thì cái họng này nó cũng vậy thôi các bạn, để linh hoạt. Đó. Ví dụ mà nó 50-50 thì không sao, ví dụ là 40-60 thì chúng ta có thể linh hoạt, chúng ta cho nghe cho nằm thì chúng ta chỉ việc ta xoay cái việc này thôi. Chúng ta đổi góc thôi. Rất là đơn giản. Ok. Rồi. Ok, còn gì nữa không ạ? Ở bên trong cái con này thì nó có một cái bông tiêu âm nữa các bạn. Cái phân tầng nãy chưa có vụ chép phân tầng nằm chung luôn. Thì bao này phân tầng thì bao gồm đây phân tầm chép riêng nè, phân tầm bass riêng nè các bạn. Đó. Chép riêng, bass riêng. Nên đây một cụm luôn bao gồm bass và chép. Cái này là hộp phân tầng của nó. Đó. Và nó có bông thủy tinh đây nè, bông tiêu âm. Nó chỉ có một bên thôi. Đơn giản một bên thôi. Màu đen, bông thủy tinh màu đen. Rồi. Phần gỗ thì bề ngoài thì mình đánh giá cao. Nhưng mà về phần trong thì làm có vẻ không đẹp lắm. Nói chung là hơi khẩu thả tí xíu à, mọi người. Thật ra chúng ta kỹ thì nói chung là nhìn chung kỹ. Thật ra các bạn thấy những cái chiếc lo nhiều khi những hãng lớn các bạn, những cái hãng lớn cái phần gỗ nó làm bên trong cũng xấu lắm. Chứ không phải là cứ hãng lớn là nhiều khi đồ xịn chưa chắc cũng đã đẹp. Nhưng mà nói chung là trong cái một cái bài review mà Vũ đưa review thì Vũ muốn đưa cái sự thông tin nó chính xác cho khách hàng nắm được cho nó chuẩn nhất có thể. Đó. Rồi trong đó nó sẽ có cái những cái chê, những cái khuyết điểm cũng như cái ưu điểm. Đó. Chứ không phải là lúc nào cái loa nào cũng hay, cái nào cũng hay nhất, cái nào cũng hay nhất. Thật ra cái hay nó liên quan, nó hay trong cái tầm tiền nữa. Ví dụ chúng ta có bộ 50 thì chúng ta hay trong tầm tiền, thì chúng ta hay nhất trong cái bộ 50 đó rồi, trong cái thị trường 50 triệu rồi. Còn tới 70 triệu thì chúng ta sẽ có cái hay ở trong cái phần 70 triệu nữa. Nó có rất là nhiều phân khúc cho mọi người chọn. Thật ra tùy cái lỗ tai mà chúng ta cảm âm được cái nhạc, cái loa. Đó. Rồi. Thì đó, ở đây bên trong thì Vũ thấy độ hoàn thiện nó những cái này nè bạn. Cánh quay kỹ nè. Nó vát chưa có được đẹp lắm. Đúng không các bạn? Đó. Thực ra đối với Vũ thì cái này đây là một điểm chơi nè. Đây nè. Đây là một điểm Vũ chơi nè. Nhưng không sao. Quan trọng là cái cụm này làm rất là ok nè. Đó, còn họng chép nè, củ lo bass nè, có hình dáng xuất xứ rõ ràng hơn nè. Đó, nhìn nó cũng độ hoàn mỹ cũng cao nè. Đó. Rồi. Thì cơ bản nó là như vậy. Thì bên trong thì nó có hai khe và khe lỗ hơi đây các bạn. Các bạn coi đi. Mình để các bạn coi lại thì những cái bạn mở thị trường Việt Nam chúng ta mà có dịp mà chúng ta đóng thùng lo, chúng ta độ chế, chúng ta coi những cái hãng người ta đóng như thế này là chúng ta học theo, chúng ta có thể test thử coi âm nó khác gì không. Thật ra việc đóng thùng lo nó tạo ra âm thanh cũng rất là quan trọng trong việc đóng thùng mọi người. Chất liệu gỗ như thế nào, và có chất hay không, rồi có nặng hay không. Cái gỗ này thì đối với Vũ thấy nhẹ nha các bạn. Dù cầm nguyên một củ lo tại củ từ nó nặng lắm. Đó, thì đối với Vũ thì Vũ thấy nó nhẹ, nhưng mà thật ra nếu chúng ta cầm nguyên con lo thì nó cũng rất là nặng á. Rồi, ok. Như vậy là hôm nay Vũ đã review cho các bạn một cái đầy đủ về cái dòng lo Anglo mới của Wacfordel. Đây là một sản phẩm mới, một phân khúc tầm tương đối để cho một số khách hàng có thể mua được những sản phẩm trong cái tầm tiền này, khoảng 50 triệu thì có thể mua lên một set combo khá ok. Chất âm hay, mọi người có thể an tâm trong tầm tiền này. Bên Vũ sẽ có kỹ thuật, sẽ cân đối cho các bạn, cũng sẽ tư vấn các bạn cho nó hài hòa ra, cho chúng ta đúng cái giá trị đồng tiền chúng ta bỏ ra. Đó. Việc set cái loa này nói chung là chúng ta cần phải biết một chút và am hiểu về cái loa này xíu. Thật ra kỹ thuật Vũ đã test nhiều rồi, thì đã review, tức là bên Vũ đã review lên, tức là bên Vũ đã đồng ý bán nó, tức là đã test trước khi mà Vũ đã bán. Đó. Đó. Mọi người có men hay kênh của Wacfordel mà con này để thằng ghép nè. Mọi người coi nè mọi người. Thì đây là cái men mà XR 2500.
Đó, các bạn thấy thiết kế cũng đẹp không các bạn? Thì đây là cái main này là mình sẽ đánh chung với lại cái con loa này. Đó. Đó. Đó, mình đây là làm nguyên một set combo cho đúng đồng cho nó đồng bộ. Đó. Hiện tại Watt Fadel chưa có sub nên cũng rất là tiếc. Đó, nếu mà có sub nữa thì nó sẽ đồng bộ hơn. Thì mình lấy cái main Watt Fadel này cũng đánh tiếp về thiết kế màu đen đầy sơn này, sơn tĩnh điện. Nhìn thiết kế về mặt thì nếu chúng ta để một hệ thống đen thui hết luôn á, nhìn nó rất là rồ, nhìn cái hệ thống máy nhìn nó rất là đẳng cấp và nó cũng rất là cứng cáp cho hệ thống máy nữa. Thì chúng ta khoảng tầm 3 thớt đến 4 thớt màu đen thôi thì nó sẽ rất là đẹp và nó rất phù hợp. Thì nói chung là chúng ta mua đồng bộ thì chúng ta sẽ tối ưu được hơn. Ok, cảm ơn Vũ, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Vũ, có khá là dài nhưng mà cái video này Vũ chia sẻ là mong muốn là nó sẽ đầy đủ thông tin hơn từ về sản phẩm, về bên trong cũng như là mọi thứ. Đây là một sản phẩm mới của bên Thiên Phủ, Vũ sẽ kinh doanh trong thời gian tới và Vũ đã lắp rồi thì Vũ sẽ gửi những cái video lên sau cho mọi người cùng tham khảo. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ cho Vũ like để Vũ có thể làm được nhiều video hay hơn, chia sẻ về những sản phẩm tốt và làm nhiều video cho anh em có thể tập và làm những video chia sẻ về kỹ thuật và những cái kinh nghiệm trong cái việc mà đi lắp âm thanh cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên bấm like và subscribe kênh và đăng ký kênh, bấm chuông để chúng ta theo dõi nhiều video mới nhất của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.